ngủ ấy nó chiếm 8 tiếng thôi, nhưng nó là 1/3 của đời và nó quyết định 2/3 của đời của bạn. Linh rất là đồng ý với Tuấn Anh về độ quan trọng của giấc ngủ. Chọn nệm giống như người chọn người bạn đời, bạn không thử thì làm sao biết được là có chọn đúng hay sai. Chắc mình phải sử dụng để giảm xuống cái sự căng thẳng trong hôn nhân. Và vũ khí mà vua nệm đang hướng tới là tập trung không có gì khác ngoài dịch vụ khách hàng. Nhưng cuối ngày sản phẩm không chất lượng hay là không đủ lựa chọn thì cũng vậy thôi. Một cái chính sách của vua nệm nó được kích hoạt, gọi chính sách ngủ thử 100 đêm ấy, có một cái giá trị cốt lõi gọi là data driven, tức là ra quyết định dựa trên dữ liệu. Lý do hay là những cái hiệu ứng nào cho biết là đây là một cái thị trường tiềm năng? Việt Nam có 100 triệu dân, khoảng 37 triệu hộ gia đình. Theo như thống kê là sẽ có khoảng tầm 25 triệu, không khoảng 3-5 năm tới. Để cho một công ty thành công đó là họ phải sắp chết ít nhất 5-6 lần. Wow, chúng ta đang không có gì để mà mất cả. Không có gì để mất. Như có người khác cũng có nghĩa là không có gì để bắt đầu. Cái quan trọng nhất không phải là mở nhanh, mà phải mở đúng. Và chúng tôi nghĩ đến cái việc mà 100 triệu người dân Việt Nam, lúc đó họ thực sự đã ngủ ngon chưa? Cùng Thái Văn Linh trong talk show Nguy cơ, tiên phong giải các bài toán thúc đẩy doanh nghiệp. Thứ năm hàng tuần trên vnexpress.net.